Bớt nhoi đi. Nhoi như con dồi nha. Trời ơi, phim mình dữ quá à. Chỉnh máy người ta relax chút mà cũng không được nữa. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Ni sẽ nói về vấn đề làm cách nào để có cơ bụng sáu múi một cách hiệu quả nhất. Có 3 điều mà Ni muốn các bạn nhớ. Thứ nhất, nhìn ăn có bao giờ làm cho bạn ốm và săn chắc hay không? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Khi mà mình nhìn ăn thì cơ thể của mình nó sẽ phản ứng ngược trở lại. Cơ thể của mình nó rất là thông minh. Khi mà mình nhìn thường xuyên thì nó sẽ bắt đầu chuyển một cái chế độ là nó suy nghĩ, à không biết là con nhỏ này lúc nào cũng cho mình ăn tiếp đây ha. Chắc nó sẽ cho mình giam đoán nhiều. Và khi đó thì tất cả những gì mình ăn vào thì cơ thể sẽ chuyển sang một chế độ là dự trữ ở dạng mỡ. Một từ từ phình lên. Not good. Cho nên là các bạn nhớ điều thứ nhất ha. Điều thứ hai, một con số được mà như các bạn ghi nhớ mãi mãi đó là 75 và 25. 75 ở đây là phần 75% thành công của việc có một cơ thể đẹp là do các bạn ăn uống đúng chất, và 25% còn lại đó là do luyện tập. Mọi người thường nghĩ khi nhìn vào một người có cơ thể đẹp thì hay nghĩ là chắc là tập nhiều lắm, nhưng mà thật sự không có phải quá vất vả như đâu vậy đâu các bạn ơi. 75% là do ăn uống, mình ăn như thế nào là đúng. Trong thực đơn hàng ngày của Ni thì Ni sẽ chia ra những phần như sau. Thứ nhất, đủ lượng đạm. Thứ hai, nhiều rau quả, nhiều trái cây, ít tinh bột. Và đặc biệt, không mỡ động vật, không đồ chiên rán. Và mỡ động vật và đồ chiên rán thì nó không có tốt cho cơ thể của bạn, bởi vì nó sẽ chuyển cholesterol từ động vật qua mình. Khi mà người của chúng ta có nhiều cholesterol quá đóng ở các mạch máu, một ngày nào đó khi mà nó đóng nhiều quá thì mạch máu của các bạn sẽ bị vỡ ra, và đó là nguyên nhân gây ra cái nạn là tai biến mạch máu não. Cho nên là các bạn cần cẩn thận trong vấn đề ăn uống của mình. Và một bài cuối cùng mà Ni muốn các bạn nhớ, một cái câu nói này mà nó đã theo Ni trong suốt một thời gian rất là dài, vẫn còn hữu ích cho đến tận bây giờ, đó là người Mỹ người ta hay nói là you are what you eat. Cái gì mình cho vào người của mình thì nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Ăn nhiều mỡ, nhiều tinh bột vào thì từ từ ba vòng nó sẽ bằng nhau và sau đó thì vòng hai nó sẽ vượt trội lên và không có gì có thể níu kéo lại được. Chỉ có ba điều như vậy thôi, nhưng mà các bạn ghi nhớ và áp dụng vào cuộc sống của mình hàng ngày. Và các bạn để ý nha, make it become your lifestyle, cho nó trở thành một thói quen hàng ngày, làm lâu dài thì nó mới hiệu quả. Và mình phải đỡ mất công vì những quyết định này nọ phải lo cái hậu quả sau này. Hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi. Chúc các bạn khỏe mạnh, xinh đẹp, luôn luôn trẻ trung và vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần khác. Thank you for watching. Bye.